Phi thuyền Soyuz lên tới trạm không gian quốc tế, tên tự ISS. Một phi thuyền Nga đã cắt ngắn đường bay đưa 3 phi hành gia lên trạm không gian quốc tế trong vòng thời gian chưa đầy 6 tiếng đồng hồ. Phi thuyền đã vào nơi đậu trên ISS lúc 2 giờ 10 phút theo giờ quốc tế vào ngày thứ Tư, trong lúc ISS đang ở trên bầu trời Nam Thái Bình Dương, cách quả đất 400 cây số. Thông thường một phi thuyền từ lúc phóng phải mất 2 ngày mới lên tới trạm ISS, nhưng các kỹ sư người Nga đã phát triển một tiến trình bay mới rút ngắn thời gian. Một phi thuyền chở người và nhiều phi thuyền chở tiếp liệu đã dùng đường bay nhanh nhất này để lên trạm. Phi thuyền đã được phóng từ dạng phóng Baikonur ở Kazakhstan, bay quanh quả đất chia đầy 4 vòng để lên tới trạm ISS. Phi hành gia Fodor Yurchikhin, 54 tuổi, ở trên trạm lần thứ 3. Phi hành gia người Ý Luca Parmitano, 36 tuổi, là thiếu tá không quân Ý, lên trạm lần đầu tiên. Ông Parmitano, học môn khoa học chính trị và luật quốc tế, là người Ý đầu tiên được chỉ định để lên làm việc trên trạm ISS trong thời gian lâu dài. Phi hành gia Hoa Kỳ cô Karen Nyberg, 43 tuổi, là một kỹ sư cơ khí đã từng lên trạm không gian với phi thuyền con thoi và ở trên trạm 2 tuần lễ. Trong khi cô Nyberg lên làm việc một thời gian dài trên trạm không gian, thì phu quân là phi hành gia Hurley ở nhà chăm sóc cho đứa con trai 3 tuổi. Toán phi hành gia mới đã được chỉ huy trưởng ông Pavel Vinokhanov và kỹ sư Alexander Misukin cùng với phi hành gia Hoa Kỳ Chris Cassidy chào đón. Các phi hành gia này đã ở trên trạm ISS 2 tháng. Toán 6 phi hành gia trên trạm sẽ trông coi trên 100 thí nghiệm khoa học trên trạm và cũng sẽ thực hiện 5 chuyến đi bộ ngoài không gian trong vòng thời gian 3 tháng tới.